Mình đang trên khu vực gần đỉnh một ngọn núi mọi người ạ. Bắt đầu cái chuyến hành trình đi tìm lan rừng đây mọi người. Mình đang đứng dưới cái vách đá này. Cái núi này là một cái ngọn núi tương đối thấp thôi. Mình cũng tranh thủ lên đây hy vọng là sẽ có những cái gặp gỡ bất ngờ để chia sẻ lên các bạn cái hình ảnh những cái khu vực này bên trên một cái cánh đồng mọi người ạ. Có rất là nhiều núi rừng này, cái cây to thì bị người dân họ chặt làm củi rồi, lan thì tạm thời chưa thấy có cái loại gì. Mình sẽ đi lên vòng lên cái phía bên này, có gặp gỡ gì mình sẽ quay cho mọi người xem nhé. Gặp gỡ đầu tiên trong cái chuyến tìm lan hôm nay của mình đây các bạn ơi, một cái bụi lan kiếm lô hội hoa vàng rất là đẹp luôn, và những cái mặt bông hoa vàng đây mọi người nhé. Cái kiếm lô hội này này nó cái độ xổ số của nó rất cao mọi người nha, xổ số rất là nhiều luôn, cái mặt hoa không bao giờ cố định cả, lấy những cái cánh vàng khá là đậm màu luôn, nhìn rất là ưa thích cái khóm này, có hai cái ngồng hoa rất là sai hoa đấy các bạn ạ, khá là sai hoa, lá khá là to đấy mọi người ạ. Có một cái bụi nhỏ đây, còn cái bụi to thì có rất là nhiều nhưng mà chưa có hoa. Nãy mình leo phía bên dưới là thấy có khá nhiều bụi to nhưng mà qua mất đợt hoa rồi. Những cái ngọn núi thoáng này thường là hay có lan kiếm với một số cái loại lan khác. Mình sẽ tiến sang phía bên này. Núi này rất là thấp các bạn ạ, mình vừa leo lên đến đỉnh núi ở đây. Đây chính là cái khu vực đỉnh núi đây các bạn. Những cái bụi lan kiếm ăn nắng cả ngày cháy hết lá rồi, dạo này nắng quá nhiều. Lạng Sơn mình đang trải qua một cái đợt nắng hơn một tuần lễ rồi. Núi này thì không có cái loại gì nhiều hơn là lan kiếm. Rồi, phía dưới là cái cánh đồng ngô và lúa các bạn nhé. Cánh đồng người dân họ trồng ngô và lúa rất là nhiều. Ngay bên dưới cái mấy cái mỏm đá này thì mình thấy có một cái đám lan râu lược thì phải, rất nhiều. Trong cái video trước thì mình cũng gặp một cái ngọn núi toàn lan râu lược đã quay mọi người xem. Đó là những cái bụi lan kỷ lục, mình chưa từng gặp những cái bụi lan râu lược nào nhiều đến như vậy. Trong video hôm nay thì mình cũng lại gặp. Tuy nhiên là nó mọc ở cái mỏm đá phía bên kia các bạn ạ. Các bạn nhìn xem, những cái màu vàng vàng, ngả vàng ấy. Tất cả đều là lan râu lược nhé. Chỗ này thì có vẻ mình sẽ không thể đi qua được. Tại vì ở đây có một cái khe đá rất là sâu các bạn ạ. Khe đá này. Cái này nếu mà xuống thì chắc phải nhảy. Nhảy thì hơi mạo hiểm. Nhưng mình đứng ở đây mình quay mọi người xem. Mục tiêu của mình hôm nay chính là chinh phục cái mỏm núi bên kia rồi các bạn ạ. Có cái vách trắng này. Cái địa hình như thế thì mình nghĩ là sẽ có nhiều lan. Lát nữa mình sẽ theo cái khe này. Đi xuống cái khe núi thấp sau đó lại leo lên tiếp cái mỏm núi bên kia các bạn nhé. Hy vọng sẽ có lan đẹp để quay cho mọi người xem. Tinh mắt mới thấy các bác ạ. Những cái cây thu hải đường, một cái loài thực vật tiến hóa rất là đặc biệt. Nó ngụy trang hết sức là kín kẽ ở trong cái hốc đá này luôn các bạn ạ. Một cái loại cây mình thấy rất là ưa thích bởi cái màu sắc lá của nó. Mình chơi lan có thể chơi hoa được vài hôm thôi, nhưng mà cái loại cây này mình chơi lá thì chơi cả năm luôn. Cái loại cây rất là đặc biệt. Các bạn trong miền Nam rất hay trồng cái loại này các bạn nhé. Họ sưu tầm bởi cái sự độc đáo và sự đa dạng chủng loại. Những cái màu sắc lá này nó rất là đa dạng luôn. Cái núi này mình đã bắt gặp cái mặt lá như thế này. Nhìn khá là hay. Sẽ mệt dần rồi các bạn ạ. Chỗ này hơi rậm. Kiếm đường leo lên hơi vất vả một chút. Cái ngọn núi này có lẽ ở gần quá cho nên người ta đi tìm hết lan rồi mọi người ạ. Tìm xung quanh núi này không có cái loại gì đặc biệt để quay cho mọi người xem. Mình đang tìm đường xuống núi đây. Mà không biết xuống đường nào đây mọi người ạ. Toàn những cái thác đá dựng đứng luôn này. Làm sao đi đến cái con đường mòn phía bên dưới kia thì mới xuống đường được mọi người ạ. Khá là khó khăn. Mình đang đứng ở cái mép vách núi đây mọi người ạ.
Đi vòng mãi nửa quả núi này rồi, chưa thấy có đường nào để xuống này. Khá là gian nan. Lan thì không thấy cọng nào, được một bữa mệt đã. Núi bên kia thì nhìn cũng rất là thích, dịp nào mình chắc mình sẽ thử leo lên trên kia xem có lan gì không. Giờ đang lo cái đường xuống các bác ạ. Dọc đường xuống mà có lan gì đẹp thì mình sẽ quay cho mọi người xem nhé. Mình đã xuống đến khe núi các bạn ạ. Đang trên cái con đường mòn này, cái khu vực này rất là ẩm. Mình đã gặp một cái loài thực vật rất là kỳ lạ các bạn ạ. Cái cây này thì mình đã từng tìm hiểu. Tuy nhiên là nó chỉ có cái tên khoa học cho nên rất khó để nhớ được. Nó không có tên Việt. Đấy, một cái loại thực vật ưa ẩm. Có cái bộ lá rất là đặc biệt luôn. Có cái viền xanh và phía giữa là màu trắng. Nhìn rất là bắt mắt. Xung quanh cái con đường mình đi ấy, nó rất là gập ghềnh. Bên dưới này là những cái vực sâu rất nguy hiểm các bạn ạ. Con đường mòn có lẽ là người dân họ đi vác củi thì phải. Lâu nay không có ai đi lại nhiều cho nên hơi rậm. Mình sẽ theo con đường này và đi về thôi. Các bạn đang xem video thì nhớ đăng ký kênh để theo dõi những cái chuyến đi của mình các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sau.